Toàn thể anh chị em nghệ sĩ cộng tác, kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị thưởng thức chương trình Dạ Lan 52 mang tâm tư của những người Việt tha hương gửi tình thương yêu về Huế trong chủ đề Hỏi Huế có thường không? Dòng sông xa biến xa vời.
đang mải mê bước sông hồ. Thu sang em có chờ và thương ai cuối trời đang mải mê bước sông hồ. Phương vị
về xứ Huệ yêu thương, nhớ về bên nước sông Hương, nhớ thương thương nhớ khôn lường. Mỗi một mùa hè nhớ đường thôn vì phương rơi đỏ dưới chân em đi về, nhớ chiều nghe tiếng con ve hát sầu trong lùi cây tre, nhớ tiếng ở Hãy
buồn thương nỗi
Thank you.
Hỏi Huế có thương không? Hỏi dòng sông Hương thơ mộng, nước có xuôi ghé về cùng. Chờ tình dòng hơi Nam Xuân, hay em tôi khiếu gọi bên sông, tóc dài che mang
nhỏ. Anh muốn hỏi em, chiều hôm qua, chiều hôm nay, năm tháng rồi cũng phai màu. Những lời thật nhỏ, những lời thật nhỏ. Anh muốn hỏi em, chiều hôm qua, chiều hôm nay, bao nhiêu nước chảy qua cơn. Người về đây sống cùng người dân.
chùa chính chiêng chảy bừng thôn làng điếu tà. Đêm hôm nào gió u buồn trên sóng vang, trong tay dắt nhau về quê hương cũ, không than vãn không sầu nhớ. Về miền Trung đoàn người ca hát mừng thành công, lửa ấm áp bên nhà ai hồng em về. Đêm hôm nay tiếng dâng nồng vang thôn xóm, có tiếng hò sao xuyến anh chẳng vỡ. Con sông mưa chạy tiếng chèo ho qua hò hò. Tiếng ai vừa hát qua làng lúc em gặp lúa trên đồng, rằng họ tiếng cười tiếng ca trên lúa trên sông.
trái tim anh chung
Trình Dạ Lan 52 mang chủ đề Hỏi Huế có thường không? Ước mong những giây phút vừa qua chúng ta đã gửi được phần nào nhớ thương về xứ Huế thân yêu. Dạ Lan xin kính chào tạm biệt.